Kết quả U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan, đứng nhì bảng B, U22 Việt Nam đụng U22 Indonesia. Mắc sai sót để phải hứng chịu bàn thua trước, nhưng U22 Việt Nam đã chơi cuộc khởi hơn ở hiệp 2. Nếu dứt điểm tốt hơn, thầy trò ông Philip Chusi đã có thể giành một chiến thắng. Bàn thắng U22 Thái Lan, Achipol, 3. U22 Việt Nam, Nhật Nam, 54. Quà biếu cho đối phương. Huấn luyện viên Philip Chusi đã có 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Theo đó, U22 Việt Nam chỉ giữ lại trung vệ Quang Thịnh, tiền vệ cánh phải Văn Cường và tiền đạo Văn Đô. Ngoài sự điều chỉnh mạnh về nhân sự, huấn luyện viên Philip Chusi lại có những bố trí lạ như đưa tiền vệ Xuân Tiến lên đá tiền đạo mục tiêu. Trong lúc đẩy Văn Trường ra đá vị trí tiền đạo lệch phải. Điều đáng tiếc ngay sau khi trận đấu bắt đầu là lỗi ở hệ thống phòng ngự lại xảy ra. Trong một pha bứt tốc để đua với đường phát bóng dài của U22 Thái Lan, trung vệ Duy Cương lại bị trượt chân, té ngã tạo cơ hội cho Achipol thoát xuống dễ dàng hạ gục thủ môn Huy Hoàng sau pha dứt điểm như trái phá. Bàn thắng sớm giúp cho U22 Thái Lan chơi hết sức thoải mái. Các học trò của huấn luyện viên Issa Switaro chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà, tạo cơ hội cho U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn. Có thể thấy, các học trò của huấn luyện viên Philip Chusi thường xuyên sử dụng những đường bóng dọc biên với sự cơ động của hai tiền vệ cánh Văn Khang và Quốc Cường. Hoặc những đường phát bóng dài để tìm cơ hội gỡ hòa trước U22 Thái Lan. Lối chơi này tuy không tạo được sức ép lớn lên khu vực 16m50 của đối thủ, nhưng vẫn giúp cho U22 Việt Nam có những cơ hội để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điển hình như từ pha phất bóng chéo sân của Ngọc Thắng ở phút 18, Văn Khang thoát xuống đánh đầu trống trải ngay trước tầm với của thủ môn U22 Thái Lan, nhưng bóng đi ra ngoài bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy cho U22 Việt Nam. Thắng nếu dứt điểm tốt hơn. Những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp giúp cho U22 Việt Nam chơi tốt hơn, khi đoàn quân của ông Philip Chusi liên tục tạo sức ép lên phần sân đối thủ. Nhận thấy sự chệch choạc trong cách chơi, U22 Thái Lan liên tiếp có những sự thay đổi người. Nhưng khi những điều chỉnh này chưa phát huy được tác dụng thì đội bóng xứ Chùa Vàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Thủ môn Thirawood đẩy bóng ra sau quả sút phạt của U22 Việt Nam tạo nên một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Nhật Nam đã tận dụng cơ hội này để tung cú sút trực diện ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 54. Bàn thắng như chất xúc tác để U22 Việt Nam chơi quyết tâm hơn. U22 Thái Lan tiếp tục tung các cầu thủ trụ cột vào sân để củng cố đội hình, trong lúc huấn luyện viên Philip Chusi cũng sử dụng thêm những cầu thủ đá chính để cải thiện sức mạnh ở hàng công. U22 Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động. Những pha lên bóng đầy tốc độ từ hai cánh và những pha vỗ bóng từ trung lộ đã tạo nên áp lực rất lớn cho khung thành của U22 Thái Lan. Rất tiếc là các chân sút của U22 Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điển hình như ở phút 81 khi Thanh Nhàn thoát xuống bên trái rồi chuyền ngang rất trống trải. Rất tiếc là Văn Khang không thể chạm bóng trong pha tiếp cận cầu môn U22 Thái Lan. Hay ở một phút sau đó, Thái Sơn có cú dứt điểm chéo góc khá thoải mái nhưng lại không thắng được thủ môn Thirawood. Chung cuộc, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hòa nhau với tỷ số 1-1. Như vậy, U22 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp U22 Indonesia, trong lúc U22 Thái Lan đứng nhất bảng B và sẽ gặp U22 Myanmar trong hai trận bán kết. Đội hình thi đấu: U22 Việt Nam, Huy Hoàng, Ngọc Thắng, Tiến Long, 67, Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, 46, Văn Cường, Công Đến, Thái Sơn, 62, Xuân Tiến, Minh Trọng, 46, Nhật Nam, Văn Khang, Văn Trường, Văn Đô, Thanh Nhàn, 62. U22 Thái Lan, Thirawood, Đô Lo, Chát Mon Côn, Jonathan, Sông Chai, 46, Achiton, Anang, Purachet, 72, Phong Sang Côn, Lê Ông Dêm, Cha Nang, 54, Setasit, Thirak, Terasak, 66, Chay Apitpat, Jack Rapong, 54,